Rồi, đây là hai con tắc kè, nó ở trong cái vách nhà mình nè các bạn ơi. Hai con tắc kè bông đó. Rồi một em đã đi vào, còn một em đang còn nằm đó, đưa cái đầu ra. Nó dạng lắm á các bạn, mình lâu lâu mình đi ra là mình thấy nó bò xuống tận ở dưới đất luôn, nó kiếm ăn. Một con là em thấy nó chạy nó nhảy vô phía kia kìa. Đài to nè, cũng cặp cái nhỏ Một cô kia này chị thấy chạy đường nào? nè, nó chạy qua đây nè, nó chạy qua đây chỗ cái lằn sắt này rồi, không biết rồi. Nó nằm hình như nó nằm trong thau bạc rồi, để lát coi thử anh. À, đây là con tắc kè, nó tới nhà mình nó ở nè. À, nó đang thay 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 da, nó đang thay da hay hèn chi là bữa giờ không nghe nó kêu nè. Bữa giờ nó đang thay da nè. Dạ. Đâu rồi? Đây đây đây. Bò lên đây con, bò lên, bò lên. Lên lên lên. Tắc kè bông. Đi đi. Tắc kè này là nó tới nhà mình nó ở mấy tháng nay rồi đó các bạn ơi. Lên đi lên. Rồi cho nó bò lên lại nè. Bò lên. Rồi lên nằm lên luôn ngay ra nè. Đây đây. Ô, con này nó lanh quá. Con này to nè. Ôi chạy lên thuốc đây là đây đây đây. Ôi nó bò lên đây rồi nè. Hai bà chắc chắc rủ nhau xuống ăn cái gì. Ôi con này nó lanh quá. Tắc kè bông. Bữa giờ không nghe nó kêu nữa, vậy là nó đang lột da. Tưởng đi đâu rồi chứ. Tắc kè. Thì nó ở trong cái vách này các bạn nè, nó ở trong cái vách này nè. Tắc kè đang ngủ đây. Ừ. Nó ở trong đây là như là có mình thấy nhiều con đó chứ không phải chỉ hai con này đâu. Mỗi khi là nó kêu nhiều lắm mà sao từ Tết giờ nó không không có nghe cái nó kêu nữa. À, đây là hai con tắc kè, đây con thứ nhất nè, con thứ hai nè, đây hai con này nó xuống rồi nó kiếm kiếm ăn đây. Anh này bò đây đây đây, anh kia bò ra ngoài rồi, bò ra ngoài đó. Còn anh này đây. À, tắc kè bông chắc là phải phải 4 5 con á, mình thấy cái lâu lâu nó ra có con nhỏ nữa. Nó không đi luôn á, nằm im luôn á, dạng chưa. Đuổi anh cô không chịu đi luôn nè. Thôi chắc để nó đây cho nó lát nó đi kiếm gì nó ăn đi. Còn cái anh bên đây chạy ra cái vách này nó mất tiêu à. À bây giờ anh bò tới đây nè. Tắc kè. Anh bò đây là tôi nó ở trong cái vách này nè, anh chui trong cái vách này nè. Trong cái này có cái khe hở nhỏ xíu rồi các bạn. Đây, nhỏ xíu 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 đây nè. Nó ở trong đây. Cái mình tắt đèn là nè, anh chui xuống ra ra đây, nhiều khi nó bò xuống dưới sàn nhà luôn, nó kiếm đồ ăn. Thì anh bò tới đây là anh chuẩn bị anh chui ở đây là anh nấp, mà khi nào mà không có mình thì nó lại bò ra nó kiếm ăn.
chưa vô nè, chưa vô. Rồi bò vô, bò đây. Rồi, nấp vô trong cái khe này đó các bạn. Rồi mình quay lại cảnh hai con tắc kè nó tới nhà mình nó ở cho các bạn xem ha. Bây giờ mình xin chào ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.